Cơ hội idol của tôi đang phá cái cú bắn đầu tiên ở đây. Ok. Một cái lực phá cực mạnh. Ok chưa nhỉ? Foul. Anh em nhìn đã gọi là mãn cái đôi nhãn chưa? Ô và kê. Hãy quá anh gì ơi. Không biết là con này thủ hay không đây. Mình nghĩ là thủ đi. Rồi. Ơ. Ok. Mình cứ tưởng là nhẹ lực ở con bi số 6 và con bi cái cơ. Nhưng mà thế này là ổn rồi. Tạm được. Rồi người ta thủ bi lại một cú tốt quá. Như vậy là cái cú thủ bi con bi số 6 trước đấy là không tốt đấy từ Nguyễn Anh Tuấn các bạn ạ. Khi mà Nguyễn Anh Tuấn đã để một chút má để cho Juan Carlos có thể chém mỏng được. Có dụng không? Ờ. Không dụng các bạn ạ. Ok, vậy là 1-0 cho Tiger đến từ Tây Ban Nha. Tốt. Một đều. Tốt lắm. Có một vị khán giả hỏi rằng là trận này bắt đầu từ mấy giờ? Thì trận này nó vừa mới một đều thôi các bạn. Rồi và chúng ta cùng xem là cái cú này thì nhảy ăn đã là một chuyện rồi. Rồi tôi đang định nói đến vấn đề là nhảy trô được ra 6 thì nó lại là một câu chuyện khác. Ồ. Oh. Rất tốt. Hai một. Đây rồi, vừa mới nói xong. Các anh em đâu hết rồi. Như vậy là đối thủ của chúng ta thì cũng có sót. Ok và hai đều. Ngon. Đây rồi, đè được con bi lỗ góc. Ok. Ok rồi các bạn ơi. Tỷ số đã là 3-2 cho Nguyễn Anh Tuấn sau cái cú Karom cực kỳ nhiều va đập vừa rồi. Ảo thật đấy. Không hiểu kiểu gì. Ok. Không biết là con vừa rồi có lỗi không. Ồ, nhưng mà đuôi các bạn ạ. Có vẻ là không lỗi mà đuôi mất rồi. Ờ, cái tình huống đó thì kêu trọng tài để tránh một cái tình huống. Ô. Ô. Ôi, tôi không muốn nói về cái việc là A chết con đấy. Nhưng mà A chết nó với cái lực như vậy các bạn ạ. Quá là quyết đoán. Một cái ván đấu. Rất nhiều thứ để nói. Một cái ván thi đấu rất là vui nhộn, rất là hay luôn. Rồi và cơ thủ này cũng biết đánh tay trái các bạn ạ. Ba đều. Juan Carlos rất là tiếc. Khi mà anh ý bị trượt mất con bi số 4. Con bi số 4 đấy má bảo đẹp thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì thông thường là chúng ta xem Sanchez Ruiz hay là Fuller đánh những con đấy thì nó đơn giản thôi. Nhưng mà những cái cơ thủ mà kém nổi tiếng hơn thì 9. Thế thì mình nhầm đấy ạ. 4 inch. Sorry các bạn.
Ok đấy các bạn ơi. Rồi, một cú đẩy cú lê tôi sợ quá, tưởng Nguyễn Anh Tuấn lại thấp cái đầu gậy xuống thì chết tôi rồi. Ok, 5 đều. Tốt rồi, một cái đường phá bi tốt. Có đường cho con bi số 1. Được rồi. Có đuôi mom không nhở? Đuôi mom quả này là cực kỳ tai nạn đấy ạ. Lại có gì ấy không ổn rồi. Điều con ba đường nào đây? Đấy rồi. Anh em thấy đưa tay đánh con 8 thế nào? Thôi, ít nhất là trong giải đấu này là đã có quả highlight ở ván thi đấu đầu tiên rồi. Trước mắt là ok, 7 năm. Vâng, thế này là 6-8 rồi. Rồi, quá đẹp. Số 9 này là ngon ăn rồi. Đúng rồi, ngày xưa thì mình bình luận cho nhiều bên lắm ạ. Ôi, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Chào tất cả anh em. Anh em chờ nhá. Trận sau là có anh Thiện. Anh em cứ yên tâm là tôi ở đây ngồi với các bạn. Tham gia giải cho vui, lấy ngày nghỉ. Ui, 7-8 rồi. Trời ơi. Đây, bây giờ lại lo nha các bạn nhá. Nhưng mà chắc sẽ là một cú đẩy cú lê hai băng cho nó thoát tay. Vâng ạ, và thực hiện quá tốt. Thua chưa loại luôn nhé các bạn nhé. Thua thì vẫn được xuống dưới nhánh thua, thoải mái. Rồi bên kia thì đang có tín hiệu của bàn TV1 rồi. Sẽ là trận đấu của cơ thủ Lương Đức Thiện. Gì đấy, mong anh em thông cảm, bình luận hết một trận thì nó cũng bị cạn lực. Ô, đây rồi, đây rồi các anh em ơi. Đây rồi, cơ hội đến với Tuấn Con, cơ hội đến với Tuấn Con chúng ta, quá là may mắn. Có tận dụng được hay không? Câu trả lời các bạn sẽ được biết trong ít phút nữa. Trời ơi,
nó vẫn cứ làm cái gì đấy. Nào nào nào, lại lấy cái má gì đây. Ok, lấy má chém mỏng thì cũng được thôi, nhưng mà có thể hạn chế cái việc đó được không? Bởi vì nhìn những cái má chém mỏng này thoát tim cực kỳ luôn các bạn ạ. Các bạn nào mà ngồi đằng sau màn hình và đang cổ vũ chung với anh Tuấn thì chắc cũng đang trong một cái tâm trạng nó cứ kiểu gì ấy các bạn ạ. Hơi mạnh rồi, quay lại đi. Rồi, để xem nào. Con này liệu có chấp nhận là đánh ăn con bi số 6 vào lỗ góc xa hay không? Nhưng mà để mà trích vừa đủ một cái lực đấy thì tôi nghĩ là trông nó hơi mệt. Để xem anh Tuấn xử lý như thế nào. Vâng ạ, như vậy là chấp nhận ăn bi số 6 vào lỗ góc xa. Đấy rồi, sắp đến rồi anh em ơi, còn 4 bi nữa thôi. 4 bi nữa để chúng ta tiếp tục tồn tại ở trên nhánh thắng. Rồi, thế này là ăn rồi các bạn ạ. Rồi, cái này chắc là nhấn con cái lại và ăn bi số 9 vào lỗ góc ở bên kia mà thôi. Sao cũng được. Vâng, đừng bắn trượt là được. Ok. Ok, ok. Vâng, và 9-8 cho Nguyễn Anh Tuấn. Xin chúc mừng Nguyễn Anh Tuấn và chia buồn với Juan Carlos Exposito. Một trận đấu rất hay đến từ cả hai cầu thủ.